Mình xin chào các bạn nha. Thì mình hiện tại đang có mặt ở Thao Gia Ma Kỳ Hưng nữa các bạn. Hôm nay mình sẽ làm video này. Mình so sánh xem là phiên bản Exeter mới và Exeter cũ này nó khác nhau như thế nào. Mà thực tế thì nó khác nhau, có đó là khác nhau hoàn toàn, nó không còn giống gì luôn nữa các bạn. Yamaha đã làm mới chiếc xe này hoàn toàn. Và chiếc xe này nó sẽ có một phân khúc khác. Phân khúc khác luôn nha. Thì trước mắt các bạn đây là phiên bản động cơ 150 cũ nè. Còn đây là mới, mình gọi mới là mới với cũ luôn nha. Bây giờ mình sẽ so sánh ngoại hình trước, rồi mình vào luôn cái phần kích thước xe, có nghĩa là động cơ xe luôn và những tiện ích trên xe luôn nha các bạn. Đây, từ cái nhìn đầu tiên các bạn nhìn thấy phía trước này là phiên bản mới này á. Các bạn nhìn thấy là chiếc xe nó sẽ đầy đặn hơn nhưng mà nó mềm mại hơn các bạn. Còn bên này á thì chiếc xe nó thanh thoát hơn nhưng mà nó thể thao hơn, nó góc cạnh hơn nhiều. Theo các bạn thì chiếc xe nào sẽ đẹp hơn? Đối với mình á thì mình thích mới hơn. Cái gì mới là mình chịu rồi. Với thiết kế mới này nhìn nó cũng đẹp hơn các bạn. Và cái phần đầu đèn này phía trước nè, khi mà nhìn trên hình á, cái phần này nè mình chê nó rất là xấu, nhưng mà khi ra ngoài thực tế nhìn á thì nó không xấu các bạn, nó đẹp lắm. Và trên này các bạn có thể là trang trí thêm rất là nhiều trên này. Còn đây là phiên bản động cơ 150 và đây là cái đầu đèn 2019 đó các bạn, như thế này. Và một cái mới nữa mà Yamaha đã đưa lên chiếc Exeter mới này, đó chính là hai cái đèn cốt pha ở hai vị trí khác nhau. Mà cụ thể đèn pha sẽ là ở dưới này nha, còn đèn cốt sẽ là ở trên này. Trong khi thế hệ cũ là cốt pha nó sẽ ở đây đó, như thế này. Dưới này sẽ là bóng đèn xi nhan và bóng đèn đường mi ở đây. Còn đây nè các bạn, xem đây, đây là đèn đường mi nè. Còn đây sẽ là thế hệ đèn pha ở dưới này và xi nhan là ở đây nha. Đó, xuống luôn cái phần lớp trước thì nó bằng nhau về kích thước, bằng nhau nha các bạn. Cả hai đều là 90-80 và vành 17 inch. Cặp vành này mình thấy là cũng giống hệt nhau, không có thay đổi. Và một thay đổi khác nữa ở phía trước này đó chính là phần phuộc. À, thế hệ mới này á, Yamaha đã tăng hành trình phuộc lên là 100mm so với phiên bản cũ là 90mm các bạn. Nó dài hơn, cao hơn thì giúp chúng ta đi vào những đoạn đường dàn sóc á, nó tốt hơn. Còn kẹp phanh với phiên bản mà cao cấp và phiên bản màu xanh CB này thì kẹp phanh á, sẽ là 2 bít tông. Trong khi phiên bản cũ sẽ là 1 bít tông nha các bạn. 1 bít tông nha. Đây là phiên bản mới nè. Thì với kẹp phanh này á, lực thắng của chúng ta sẽ tốt hơn rất là nhiều. Rồi, mình sẽ qua luôn phần bên hông. Đây, cái phần bên hông này cũng vậy. Với phiên bản cũ á, thì nó góc cạnh sắc sảo. Còn với phiên bản mới á, thì nó lại cho mình cái cảm giác đầy đặn, nhưng mà khí động học. Khí động học ở cái phần nào các bạn? Đây, cái phần này. Và cho mình cái tầm nhìn vào đây nè. Đây, cái khe lấy gió nè các bạn. Đây là phần khí động học của chiếc xe rất là nhiều luôn. Và cái phần mẫn bên này á, nó phân hai tầng thế này, tạo cảm giác thể thao rất là nhiều. Xe đầy đặn hơn, lực lưỡng hơn rất là nhiều. Đây ha, rồi tiến ra phía sau luôn các bạn. Thì cái phần mới này nó cũng đầy đặn hơn bằng cách là Yamaha đã nới rộng cái phần hông ra thế này, nó vuốt nhọn lên và nó nhô ra ngoài rất là nhiều. Đây là phiên bản cũ, nó sẽ thuôn gọn luôn như thế này. Nó thuôn gọn luôn. Thì nhìn chiếc xe nó ốm hơn một chút. Nhưng mà phiên bản mới này á, thì cái phần sau các bạn nhìn nè, đây. Đó, nó bè ra. Nó giống với phiên bản thể thao hơn chiếc xe mà không có lớn đó các bạn. Vì đây là tiểu R1. Còn đây nè, bên hông nè các bạn, nó gọn gàng hơn. Và luôn cái tay nắm sau cũng khác luôn các bạn. Đây là tay nắm sau nha. Với cái tay nắm sau này á thì các bạn cầm nắm nó hơi khó nè, nó hơi khó, nhưng mà tay nắm mới này thì nó gọn hơn, các bạn cầm vào nó êm tay hơn các bạn, nó êm hơn rất nhiều. Về chiều cao yên á thì cả hai vẫn là 795mm. Như vậy là cái chiều cao yên này nó bằng nhau, nhưng mà cái xe mới này á thì cái yên Yamaha đã làm nó phân tầng nha. Đây nè các bạn,
Nếu mà các bạn nào mà thích mà chạy tốc độ cao mà núp gió thì cái phần này nè nó sẽ ôm tròn cái mông của mình, đó giúp cho mình ngồi vững chãi hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn đi gia đình hai người lớn và một trẻ nhỏ thì cái chỗ này sẽ hơi khó ngồi đó. Còn đây là cái yên này thì nó liền hơn. Về kích thước dài, nhân rộng, nhân cao á, thì phiên bản mới này Yamaha làm gọn hơn nha các bạn. Chiều dài á cũng ngắn hơn một chút, chiều cao cũng thấp hơn một chút, và chiều rộng cũng nhỏ hơn một chút luôn, phiên bản mới này nè các bạn. Nhưng mà các bạn nhìn chiếc xe coi, rất là gọn gàng. Đây, mình nhắc lại nha, thế hệ mới này Yamaha làm gọn gàng hơn đó các bạn. Nhưng mà chiều cao yên thì bằng nhau là 795mm. Cùng với đó là cái khoảng sáng gầm, thì khoảng sáng gầm thế hệ mới này thấp hơn một chút. Cái khoảng sáng gầm của phiên bản cũ sẽ là 155mm, còn thế hệ mới này sẽ là 150mm nha. Nó thấp hơn chỉ là 5mm thôi. Còn về trọng lượng xe nó cũng thay đổi luôn, bởi vì cái bình xăng là cái động cơ nó to hơn và bình xăng to hơn. Mà cụ thể thế hệ cũ này bình xăng chỉ là 4,2 lít thôi, trong khi cái bình xăng này sẽ là 5,4 lít. Các bạn thấy rất là lớn, rất là to luôn. Và trọng lượng xe sẽ đạt mức là 121kg nha các bạn, trong khi phiên bản cũ này chỉ là 117kg thôi. Rồi bây giờ mình lù luôn phía sau này, cái phần ống xả thế hệ cũ đó các bạn. Thế hệ mới này Yamaha làm to hơn một chút, bởi vì động cơ cao hơn, mã lực cao hơn, thì cái ống xả Yamaha làm to hơn một chút và đạt khí độ khí thải tốt hơn. Rồi bây giờ mình sẽ ra luôn phần phía sau này. Cái phần phía sau này cũng khác rất là nhiều luôn, mặc dù là cụm đèn xi nhan nó vẫn là như thế này, đúng halogen, nhưng mở cái bằng đuôi này nè các bạn, khác nhiều nha, các bạn nhìn kỹ nè. Đó, còn đây là thế hệ mới. Ở cái phần thế hệ mới này á, Yamaha làm gọn lại như là một chiếc R1, phải là rất gọn luôn nha các bạn. Đây ha, cực kỳ gọn luôn, phía bên kia nè. Tuy nhiên á, về cái phần phía sau á, thì những bạn nào mà thích thon gọn á, thì thế hệ cũ nó thon gọn hơn. Còn thế hệ mới nè, ở đây nó sẽ bè ra thế này, trông nó thể thao hơn rất là nhiều, rất là nhiều nha các bạn. Kèm với đó là cái yên phân tầng nữa, thì nó sẽ cho ra một cái chiếc sport bike yên đơn solo đó các bạn. Rồi luôn cái phần chắn bụng dưới này, thì thế hệ mới này, đây là một cái miếng nhựa từ trong này bắt dài ra đây luôn, và xuống dưới này nó rất giống với chiếc R1 đây ha. Còn thế hệ cũ á, ở đây sẽ là một cái miếng kim loại ở đây. Mà cái miếng này mình thấy rất dễ reset nè các bạn, rất là dễ reset luôn. Đây, như thế này. Rồi, một thay đổi nữa, chút xíu là mình nói phần động cơ sao nha. Các bạn thấy là cộng y sơn mới này là sơn có phốt cao su nha các bạn, có phốt cao su nha, rất là êm ái. Và đương nhiên cái giá trị của cái cộng sơn này nó sẽ cao hơn cộng sơn kia rất là nhiều, giá thành mắc hơn đó các bạn. Còn lốp sau thì vẫn như vậy, không có thay đổi nha, vẫn là 120-70 vành 17 inch, bên kia cũng vậy luôn. Bây giờ mình nói về phần cuộc sau cũng vậy luôn, cuộc sau thì Yamaha cũng đã có thay đổi, làm tốt hơn, vững chắc hơn. Theo những bạn mà đã chạy trong đường trường đua Đại Nam đó các bạn, thì vào cua với cái phục mới này á, nó vững hơn rất là nhiều. Đây là phiên bản phục cũ nữa các bạn, còn đây là mới nè. Rồi bây giờ mình sẽ nói đến phần mà đồng hồ. Cái đồng hồ mới này và xem nè, nó gọn gàng hơn rất là nhiều luôn. Phiên bản này á, thì cái phần này nó nhìn nó hơi rối một chút đúng không, mình không phải chê xấu nhưng mà nó hơi rối một chút. Còn với phiên bản mới á, các bạn xem đây, những chi tiết này nè, Yamaha làm rất là gọn gàng và rắn chắc. Tổng thể chiếc xe các bạn nhìn nè, nó vững lắm các bạn, rất là vững. Mà khi các bạn ngồi lái tốc độ cao á, với cái thể hình mà nó rắn chắc thế này á, đem cho mình cái cảm giác là nó an tâm hơn rất là nhiều. Nè, phần cổ xe nè các bạn, rất là gọn gàng ha, rất là gọn gàng luôn. Còn đây là thế hệ cũ nè,
Rồi thế hệ cũ sẽ dùng chìa khóa như thế này nha các bạn, chìa khóa cơ ha. Còn thế hệ mới này á, Yamaha tích hợp cho chúng ta cái khóa thông minh luôn và mở yên ở đây. Còn bên này á là khoảng trống nè. Trong thế hệ mới này á, Yamaha tích hợp luôn cho mình một cái cổng sạc điện thoại ở đây 12V, có nắp đậy đàng hoàng nha các bạn. Còn lại về phần cụm công tắc thì vẫn như nhau thôi, có pha bắc sinh nè, xi nhan nè, còi nè, công tắc mở mở đèn nè, đề nè, công tắc động cơ nè. Bên này cũng vậy luôn nha, không khác gì luôn. Mình xin nhắc lại nha, mặc dù phiên bản mới này á Yamaha làm gọn hơn thật, nhưng mà cái khoảng cách 20 bánh xe á, nó vẫn là 1290mm, nó không ngắn lại đâu nha. Yamaha chỉ làm gọn gàng hơn thôi. Nhưng mà nếu mình nhìn từ phía ngoài á thì mình thấy chiếc xe mới này á nó hầm hố hơn, nó to hơn các bạn. Mà mình không hiểu tại sao mà với công bố á, thì nó lại gọn gàng hơn chiếc xe cũ. Ngắn hơn, thấp hơn và hẹp hơn một chút. Các bạn nhìn kỹ nè. Rồi, luôn cái phần này Yamaha tích hợp sẵn luôn cho mình cái phần chè cát nước ở đây, chè cổ bô ở đây. Chè cổ bô nha, mình nhắc lại là chè cổ bô chứ không phải là chè cát nước. Còn đây là cát nước thế hệ mới. Dưới này là cái phần mà che cổ bô đó các bạn. Nó che phần này thôi nhưng mà ở đây vẫn lấy gió vào được nè. Dưới này sẽ là cái bình nước phụ. Còn đây là phiên bản cũ nè. Nó sẽ như thế này. Cát nước đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào phần động cơ một chút. Về khối động cơ thì thế hệ mới này là động cơ là 155 phân khối, trong khi thế hệ cũ là 150 phân khối thôi. Chỉ là các bạn thấy nó chênh lệch nha, chỉ có 5 phân khối đúng không? Nhưng mà cái mã lực cho ra nó rất là khác biệt. Đó. Thế hệ cũ này á thì mã lực nó cho ra chỉ khoảng chừng 15,4 mã lực thôi. Trong khi thế hệ mới này á là 17,7 mã lực. Và ở cái vòng tua nó cao hơn rất là nhiều, 12.000 vòng. Mình thấy là Yamaha không có hãm tua cái phần này. 12.000 vòng nha các bạn. 17,7 mã lực. Và cái phần động cơ này nó sẽ truyền ra bánh sau bằng hộp số là 6 cấp. Trong khi phiên bản cũ chỉ là 5 cấp thôi, 5 số đó các bạn, 5 cấp thôi nha. Thêm nữa là Yamaha tích hợp luôn cái bộ nồi chống trượt. Nó sẽ giúp chúng ta vào số sang số nhẹ nhàng hơn. Rồi nó giúp chúng ta thắng số. Với những bạn nào mà thích xài thắng số đó, thì nó sẽ không có bị khóa bánh sau. An toàn hơn khi chúng ta thắng số đó các bạn. Quá trời công nghệ lên chiếc xe này. Rồi luôn. Yamaha cũng tích hợp luôn cái phần mà các bạn biết, cái phần cam cò phía trên này nè các bạn, cái đầu bò á. Yamaha có phủ một cái lớp mạ carbon kim cương giúp cho nó bền hơn rất là nhiều so với thế hệ cũ. Và luôn cả cái phần mà kim phun, Yamaha cũng đã tăng cái góc độ phun xăng lên từ 15 độ lên thành 18 độ, giúp phun xăng lượng nhiên liệu vào tốt hơn. Rồi từ cái kim phun là 6 lỗ nâng thành 10 lỗ, trong khi Yamaha R1 chỉ là 12 lỗ, chỉ kém 2 lỗ so với Yamaha R1 đó các bạn, là 10 lỗ. Như vậy thì cái phần phun xăng này á, nó sẽ giúp cho cái hệ thống phun xăng á, nó tơi hơn, nhiều hơn, mịn màng, mịn hơn các bạn. Mình nói lộn mà là mịn màng, mịn hơn nhé các bạn. Thì nó sẽ giúp cho cái phần đốt cháy nhiên liệu tốt hơn, thế hệ cũ rất là nhiều. Tại vì phần động cơ này nó mạnh hơn rất là nhiều, mạnh hơn nha. Và mạnh hơn thì đương nhiên là cái lượng tiêu thụ nhiên liệu nó cũng cao hơn, nhưng mà chỉ cao hơn một chút thôi. Một chút thôi các bạn. Luôn cả cái hành trình côn thì đây là thế hệ cũ nè, Yamaha cũng làm ngắn hơn thế hệ cũ này là 10mm ngắn hơn. Đây thế hệ mới đó các bạn. Đó các bạn nhìn thấy nó gần hơn đúng không? Nó gần hơn thế hệ cũ nè. Về phần động cơ Yamaha cũng tăng tỷ số nén cho động cơ lên một chút. Cụ thể phiên bản cũ này là 10,4:1, trong khi phiên bản mới này sẽ là 10,5:1 nha các bạn. Tăng lên một chút thôi. Và để cho cái công suất nó cao như vậy thì thậm chí là cái bít tông Yamaha cũng làm to hơn phiên bản cũ này. Cụ thể là bít tông phiên bản cũ đường kính và hình diện bít tông sẽ là 57 × 58.7, phiên bản mới này sẽ là 58, lớn hơn 1mm đó các bạn. Cái đường kính đó nha, 58, phiên bản cũ sẽ là 57, cho nên là công suất nó ra rất là lớn.
mình sẽ quay sơ qua hình lại cho các bạn xem nha. Yamaha đã thay đổi toàn diện chiếc xe này, và có thể nói đây là một phiên bản hoàn toàn khác so với phiên bản này. Nó là ở cái phân khúc khác luôn các bạn, cao hơn luôn nha. Và với hy vọng với cái video này, mình sẽ giúp các bạn là phân biệt được cũng như là so sánh được cái sự khác nhau giữa hai thế hệ này, để chúng ta có một cái lựa chọn tốt hơn cho mình là xuống tiền với phiên bản mới hay là với phiên bản cũ này. Bây giờ mình sẽ kết thúc video đây luôn nha các bạn. Xin chào các bạn luôn nha.